ngày 7 tháng 3, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 45 phút, đường Trương Định từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Tự Tân, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ Trần Thái Tông đến địa chỉ số 69 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Quảng Ngãi. Từ 9 giờ đến 10 giờ 15 phút, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Tự Tân từ Phan Đình Phùng đến Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi. Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, đường Ngô Sĩ Niên, đoạn từ Phan Bội Châu đến địa chỉ số 108 Ngô Sĩ Niên, thành phố Quảng Ngãi. Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 45 phút, đường Nguyễn Tiện Tân, từ địa chỉ số 205 đến 285 Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi. Từ 15 giờ đến 16 giờ 15 phút, đường Nguyễn Tự Tân, từ địa chỉ số 262 Nguyễn Tự Tân đến Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 9 tháng 3, từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút, trạm biến áp điện mặt trời mái nhà Hoàng Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Vi Thư, kho vũ khí đạn K20, các trạm biến áp Nghĩa Thắng 78, bơm Gò Su của thôn An Hòa Nam và trạm biến áp Nghĩa Thắng 14 của thôn An Cư Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Ngày 11 tháng 3, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 45 phút, đường Phan Đăng Lưu từ Hà Huy Tập đến Phạm Văn Đồng, đường Mai Đình Dõng từ Phạm Văn Đồng đến Bắc Sơn, đường Hà Huy Tập từ Lê Thánh Tôn đến Bắc Sơn, thành phố Quảng Ngãi. Từ 9 giờ đến 10 giờ 15 phút, tổ 4 phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, đường Lê Trung Đình từ Võ Tùng đến Bà Triệu, phía đông đường Nguyễn Du từ Lê Trung Đình đến Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 45 phút, Ngân hàng Công Thương chi nhánh Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Từ 15 giờ đến 16 giờ 15 phút, đường Phan Bội Châu đoạn từ Hai Bà Trưng đến địa chỉ số 150 Phan Bội Châu và hẻm 150 Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 12 tháng 3, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 45 phút, công ty điện lực Quảng Ngãi, đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ địa chỉ số 235 đến 295 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, các công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc CNN La Hà, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, gồm một thành viên thương mại và dịch vụ Châu Hân, một thành viên sản xuất và chế biến Hoàng Quân, Tuyến Sương, một thành viên Quyền Mỹ, một thành viên nông dược Hoàng Châu, sản xuất thương mại Hoàng Việt, một thành viên Ansola và nhà máy sản xuất tôn xà gồ Văn Trưởng. Từ 9 giờ đến 10 giờ 15 phút, đường Hùng Vương từ Phan Đình Phùng đến Phan Bội Châu, đường Phan Đình Phùng từ Phạm Xuân Hòa đến Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, công ty may Vinatex, nhà làm việc điện lực Tư Nghĩa và một phần tổ dân phố 4, trạm biến áp may Vinatex, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.